49 thiên, ngày 49. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Ừ, vì rất thuận tiện. À, ừ, yên vì hẳn phang biển. À, ừ. Yên vì hẳn phang biển. Ừ, yên vì hẳn phang biển. À, yên vì hẳn phang biển. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Gọi mình Đức là được. Chào ủa á tứ chiều hảo. Nhà mình chính là ở gần đây. Ủa cha chiều giải phủ chỉnh. Hình như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. Hào xiang jiao Quảng Xi Sư phạm Đại học. Cho mình số di động. Gây wo shou ji hào mã. Có dùng Facebook hay không? Dùng bú dùng liền shu. Xem ra mình cũng phải đăng ký một tài khoản. Khán lại, wo ye de zhu ce yi ge zhang hao. Sau khi về. Huế chu yi hou. Từ chu ở đây chỉ hướng đi xa phía người nói. Bây giờ dùng WeChat. Hiện tại dùng WeChat.